Quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh, tin tức dân trí. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, tài xế lái xe Mercedes tông trúng nữ tiếp viên hàng không đã bồi thường cho chủ xe 300 triệu đồng, nhưng chỉ đề nghị bồi thường cho hai nạn nhân 50 triệu đồng. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Ngày 15 tháng 12, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, sinh năm 1988, thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hậu quả của vụ tai nạn là chiếc ô tô hư hỏng nặng phần đầu, hai người trên xe máy thì tài xế xe ôm là anh Lê Mạnh Thường tử vong, còn chị Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật 79%. Kết quả điều tra xác định lỗi xảy ra vụ tai nạn hoàn toàn là do Phong. Cụ thể, Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông vượt quá tốc độ quy định, không làm chủ tay lái lấn trái đường. Sau khi xảy ra tai nạn, mẹ của bị cáo Phong đã bồi thường 29 triệu đồng, giá trị của cây phượng bị đốn bỏ. Bà cũng thỏa thuận khắc phục một phần thiệt hại chiếc xe Mercedes là 300 triệu đồng cho nơi thuê chiếc xe và công ty này đã bãi nại cho Phong. Còn về hai nạn nhân thì gia đình bị cáo chưa bồi thường. Tại tòa, mẹ bị cáo Phong cho biết sau khi vụ việc xảy ra, bà đã nhiều lần cố gắng gặp hai gia đình bị hại để xin lỗi, nhưng hai gia đình bị hại chỉ muốn làm việc qua luật sư. Cũng theo mẹ bị cáo Phong, gia đình bị cáo đã xin khắc phục hậu quả cái chết của tài xế Lê Mạnh Thường là 120 triệu đồng, nhưng gia đình không chấp nhận. Và tại tòa hôm nay, luật sư phía bị cáo Phong lại đề nghị bồi thường ban đầu chỉ 50 triệu đồng cho mỗi gia đình bị hại. Theo mẹ bị cáo Phong, gia đình bị cáo chỉ có mẹ và ba người con, Phong là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sau khi Phong gây tai nạn, gia đình gặp khó khăn lớn về tài chính và không đủ khả năng bồi thường số tiền mà gia đình bị hại yêu cầu. Còn chị Nguyễn Thị Bích Hường cho biết, Bảo hiểm xã hội đã giám định mức suy giảm khả năng lao động của chị là 75%. Sau khi tính toán các thiệt hại, tổng mức bồi thường mà luật sư đề xuất gồm chi phí trả người chăm sóc, bồi thường thu nhập thực tế, bồi thường thiệt hại do chưa phục hồi sức khỏe, chi phí nuôi con nhỏ. Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phú Nhuận trình bày quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với bị cáo Phong. Theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo Phong là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo không có bằng lái, chạy quá tốc độ gây tai nạn khiến một người chết, một người bị thương. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận cho bị cáo Phong một số tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phong mức án từ 6 tới 7 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Chiều ngày 16 tháng 12, tòa sẽ bắt đầu tuyên án. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Quý vị đừng quên bật chuông thông báo kênh Tin tức dân trí để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!